ăn uống chỗ ở đồ. Thì sao vậy, có ai nói gì con không mà con bỏ con đi nữa à? Nhớ chú Liêm không? Nhớ chú Liêm kỳ vô Hà Tiên với chú Nguyễn trở về không? Ờ bữa tối đó. Ờ gửi này đi đâu ở đây? Rồi mấy ngày nay ngủ ở đâu? Ngủ đây có ngày à. Vậy hả? Trời ơi, ngủ chỗ nào? Ngủ lại trên mấy chỗ này luôn vậy đó hả? Ơi, khỏe không? Mấy tháng nay con đi đâu chú không gặp, bây giờ nay tự nhiên gặp ở công viên này vậy? Bên Thượng Giang. Hả? Bên Thượng Giang. Bên Thượng Giang hả? Đi làm gì bển? Rồi cái này không còn ở trên chỗ bến đò Châu Thành nữa sao? Rồi hôm trước khi về nghe không lâu là có cái cô nào ở trên chợ điện cho chú Nguyễn là nói con đi nữa hả? Rồi qua Thượng Giang ở tới giờ hả? Rồi bển làm gì nói chú nghe coi. Rồi bển hả? Đi bấm điện tử cho cháu tôi rút về ăn ăn. Trời. Trời ơi, đã sung sướng như trời. Rồi không có làm gì hết trơn hả? Rồi coi tôi quậy quá. Đi lại luôn. Rồi. Lắm á. Ừ. Rồi sao không ở lại trên Châu Thành đi, mấy cô á chảnh giúp cho ăn uống chỗ ở đồ. Thì sao vậy? Có ai nói gì con không mà con bỏ con đi nữa à? Thôi, lại sống xuống xuống này. Nhớ chú Liêm không? Ừ. Nhớ chú Liêm kỳ vô Hà Tiên với chú Nguyễn trở về không? À. Ờ, bữa tối đó. Ờ. Rồi nay đi đâu ở đây? Rồi mấy ngày nay ngủ ở đâu? Vậy hả? Trời ơi, ngủ chỗ nào? Ngủ lại trên mấy chỗ này luôn vậy đó hả? Ngủ đây không sợ ăn bắt. Ừ. Người thân mà sợ vậy. Đúng rồi. Rồi sống ở bên Thượng Giang rồi bển cũng có đi bán vé số đâu không? Không. À, không chơi gì không hả? Rồi có đi xin không? Không. Không luôn. Quen mặt lên nói chuyện chút xíu ơi, đẹp trai mà lâu quá lâu rồi khán giả không gặp ông nào ơi. Mà đen quá. Ừ. Rồi. Rồi giờ là ở dưới ba đó hả? Ba con đâu? Đây hả? Trời ơi, 3 tiếng đang đây nè quý vị. Không biết quý vị còn nhớ không, cách đây cũng khoảng tầm 3-4 tháng về trước á, khi mà Thanh Liêm cùng với Nguyễn An Giang cũng có một cái chuyến đi vào buổi tối vào Hà Tiên để mà rước tiếng về đó. Lâu rồi, rồi. Là mấy rồi? Đâu có, mới đây nè. Rồi cuối cùng là tiến chọn cái mới đây, mấy đi nữa hả? Lúc á. Đó, thì đợt đó đó. Mấy rồi? Đâu có, mới 3-4 tháng nay à. Là Tiến không chịu về Long Sơ, về ngoài này mà Tiến chọn lại là ở trong Hà Tiên tiếp tục ở trỏng. Rồi sau đó không lâu là cái người cu mang Tiến ở Hà Tiên đó, rồi mới chở cháu về ngược ngoài này lại, rồi báo mấy em lên để mà quay chia sẻ. Thì sau đó không lâu là nghe cái cô chảnh cũng báo là Tiến lại tiếp tục đi nữa. Thì ngày hôm nay thì lại gặp ở Long Xuyên. Hữu duyên ha, tính ra hai chú cháu mình có duyên ta ha. Về nhà ở luôn chịu không hả? Chú Nguyễn muốn trọ hả? Trời ơi, chú Nguyễn công nhận lo cho ha. Bé Tiến ghê luôn đó ta. Ngày mốt không về qua bệnh ở đâu? Qua bên Sóc Hòa đó. Vậy hả? Anh là ba bé Tiến ha. Lần đầu cũng mới gặp ba bé Tiến nè. Rồi hai cha con là ngày qua nay ngủ ở đây vậy đó hả? Ơi, rồi sắp tới đây cha con tính làm gì nè? Bán trà xanh nước suối bà bển á. Ờ, bán trà xanh nước suối bà bển ha. Hiện tại giờ có bán không? Chưa. Như đang đợi ha. Chờ anh Nguyễn đi mốt về đi rồi cũng đỡ. Ờ. Thì gặp Nguyễn rồi, nói chung là cái hoàn cảnh của ông Tiến thì nào giờ Nguyễn cũng là theo sát hỗ trợ giúp đỡ cho cháu từ cái cơm ăn đồ này nọ các kiểu, thậm chí là vừa rồi cái chuyến mà Tiến ở Hà Tiên đó thì Nguyễn cũng bỏ tiền ra thuê xe để mấy anh em đi ra ngoài mà rước Tiến về. Thì sau cái chuyến đi đó là như là công cốc vậy đó, muốn đưa nó về trong đây mà nó không chịu. Ở lại ngoài đó cũng cả tháng mấy vậy đó, rồi cái người đứng ra bảo lãnh nuôi nữa đó, người ta mới điện kêu anh em là cũng như nói dần Tiến nó vậy đó để ta đưa nó về trong đây lại. Cũng vậy đó, tối ngày mới game không mà. Trời cũng như ý ta lì quá, người ta không có chứa đó. Nó mê game quá trời, mê game luôn. Rồi lúc này còn chơi game nữa không? Hả Tiến? Thiệt không nghe? Nói thiệt không? Cho ông bà cô chú mừng coi. Em nha. Ừ.
Lúc này là anh về đây là anh dính cho nó luôn ha. Nghe nói là thời gian vừa rồi anh đi láng hả? Đi hết bao lâu? Một năm rưỡi ha. Thôi kỳ này về gắn trụ hình đi, đừng có đi láng nữa ông ơi. Ông anh lo ở năm gì? Chưa tới năm, 4 ngày mấy năm. Thôi gắn lo trụ hình để lo cho con cháu đi, con cái mình đi. Để bỏ mấy đứa nó ở ngoài này, nó đi cù bơ, cù bắp. Suy nghĩ sao bà bỏ con đành đi chứ. Mẹ nó hả? Ừ, bỏ 7 tuổi á. Mẹ nó bỏ nó lúc 7 tuổi tới giờ luôn. Ừ. Rồi bây giờ từ lúc anh ra tới giờ anh còn gặp lại, có liên lạc được với mẹ của Tiến không? Giờ mẹ nó làm gì nấm bóp bê giấc hơi khỏi châu Thành mình chút đó. Vậy hả? Cái gì tiệm gì thành tâm vậy đó. Rồi bình thường vậy rồi mẹ nó có chu cấp gì cho nó không? Không dám về thăm luôn. Không dám về thăm luôn. Tôi làm tôi ở trống, còn về thăm mấy này lấy ai tôi về đâu dám. Mà tôi biết chỗ nào không? Rồi biết chỗ ở gì rồi có lên tìm vợ mình không? Dễ gì. Hai chồng còn liên hệ nhau không? Coi như là cắt đứt bao lâu rồi, cắt đứt liên hệ bao lâu rồi? Đã năm một thương mình làm không nói được. Đã mình ở chỗ nó không thăm mình mà anh mình thăm không? Hai cha con là ngủ ở đây hết một đêm. Đồ đạc là ở này đó hả? Trời ơi, khổ quá. Gán về ở chỗ. Là em muốn nhà chợ là nhà, làm mà ngủ đó rồi nha. Nhà chợ nhiêu tháng? Em muốn chưa? Chưa ai muốn. Mà hỏi giá chưa? Chưa. Chưa hỏi luôn hả? Quen rồi, cháu quen à. Ở khúc nào? Ở trong Lò Chuối á. Rồi về bên đó ở làm ăn là đúng rồi, bán nước bán nồi đồ cũng được. Bây giờ thành Mỹ Phú mà làm không ai bán lại đó. Mọi người lắm. Rồi Tiến là tính nữa về bên đó có bán tiếp ba không? Không. Hả? Trời ơi, ở dưới đó là có nguyên một cái bầy con của quản lượng đó nha. Vậy đó mày gia nhập vô đó nữa là rồi luôn đó Tiến ơi. Có lợn áo nè. Ừ. Hồi sáng anh rủ em nhậu nè, uống hơi đi. Con của quản lượng là 90 đứa. Rồi, đó. Thì đó rồi đi xin này đó luôn. Quá đúng. Trời gì chứ giờ quá trời đông rồi làm sao mà lo nổi. Mà cái đó đi 1 tỷ tôi chưa cho phao tôi mặc nắng thôi. Quá trời tội nghiệp luôn rồi. Đừng có gia nhập vô đó nghe con. Trời ơi. Nói là bán cái suối bán cho bán với số. Rồi cho nó bán với số hả? 100 tờ thôi. Trời ơi, Tiến mà đi bán số dưới là vô địch luôn, ngay bên phà dưới dễ sống mà. Ngày hai con làm 200 ở ngoài. Vậy là về đủ sống rồi. Vậy là gặp chú Nguyễn rồi phải không? Rồi, vậy cũng mừng ha. Thôi chào khán giả đi. Bữa nào đó chú cháu mình nếu mà có dịp thì chú đi xuống bến phà chú gặp nữa. Rồi chào cái coi. Đây Tiến quý vị. Chú Nguyễn là xì đồng xì đó.